Đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé. Về bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu này, thì trước khi đi vào phân tích bài thơ này, hãy cùng với chị chúng ta hình dung ra quá trình sáng tác của tác giả Chính Hữu nhé. Vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp thì hình ảnh người lính là một hình ảnh xuất hiện rất nhiều trên các trang thơ. Thế nhưng hình ảnh ấy xuất hiện với những đặc điểm như sau. Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa, cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng. Rồi những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng, hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm. Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa. Đó là những hình ảnh mà giúp chúng ta hình dung ra, tưởng tượng ra những người lính lúc bấy giờ giống như là những bậc trượng phu, những tráng sĩ đang lên đường ra mặt trận, đúng không? Thế nhưng cùng là tác giả viết ra những vần thơ ấy, cùng là ngòi bút của Chính Hữu, nhưng đến với Đồng Chí, khi mà tác giả đã thực thụ trở thành một người lính rồi, chúng ta sẽ thấy chất thơ của Chính Hữu gần gũi hơn, chân thực hơn, giản dị hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn rất là nhiều. Và chúng ta được tìm hiểu về một văn bản nó có ý nghĩa giống như là một dấu son ở trong quá trình sáng tác của tác giả Chính Hữu vậy. Đây, đó chính là bài thơ Đồng Chí. Bài thơ này nó giống như là một mốc son đánh dấu sự thay đổi trong tư tưởng sáng tác, trong quá trình sáng tác của của tác giả Chính Hữu các em nhé. Vậy nên tất cả các văn bản chúng mình được học ở trong chương trình là những văn bản tiêu biểu nhất mà tác giả sách giáo khoa đã lựa chọn rồi đấy. Hãy cố gắng cảm nhận và thấy được vẻ đẹp của nó, để từ đấy thấy được cái đặc sắc trong ngòi bút của các tác giả các em nhé. Chúng ta đi vào tìm hiểu về bài thơ Đồng Chí thì trước tiên chúng ta sẽ đến với phần 1 lớn tìm hiểu chung, được không nào? 1 lớn tìm hiểu chung. Với phần này và với tất cả các văn bản khác, chúng ta sẽ đều có cái quá trình học trong phần tìm hiểu chung này như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Và thứ hai, chúng mình đi tìm hiểu về tác phẩm. Các em nhé, ok chưa? Rồi, đầu tiên này, A nhỏ tìm hiểu về tác giả. À, chị xin lỗi, chỗ này là 1 nhỏ đi. Ok chưa? 1 nhỏ tìm hiểu về tác giả Chính Hữu. Ok nhá, tìm hiểu về tác giả Chính Hữu. Mỗi tác giả chị sẽ đều cung cấp đến các bạn những kiến thức dựa trên 2 ý chính. Thứ nhất là về cuộc đời, và thứ hai là về sự nghiệp sáng tác. Ok chưa nhá? Tất cả các tác giả chị đều sẽ cung cấp kiến thức đến với các bạn dựa trên 2 ý chính như thế này. Rồi bây giờ ví dụ này, đối với tác giả Chính Hữu thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào? A nhỏ về mặt cuộc đời đi. Ok chưa? Thì ở trong phần cuộc đời này chúng ta sẽ trình bày những kiến thức liên quan đến quê quán này, liên quan đến tên tuổi của tác giả này, được không? Rồi liên quan đến quá trình làm việc, những cái công việc, những nghề nghiệp mà tác giả đã từng trải qua. Chúng ta có ở đây tác giả Chính Hữu, tên thật là Trần Đình Đắc, được không nào? Trần Đình Đắc. Những phần này các bạn đều có thể tìm hiểu ở trong sách giáo khoa, đúng chưa? Sinh năm 1926 và mất năm 2007, và quê của ông là ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Những thông tin này các bạn có thể sử dụng trong luận điểm đầu tiên trong phần thân bài, luận điểm khái quát tác giả tác phẩm, được không nào? Ok chưa? Trong quá trình làm việc của tác giả Chính Hữu thì chúng ta được biết ông đã từng làm công tác văn nghệ suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhá. Làm công tác văn nghệ. Suốt 2 cuộc kháng chiến. Chống Pháp và chống Mỹ. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Sao vậy các em ơi? Sao vậy? Các bạn ơi có vấn đề gì sao? Chị nói các em có nghe rõ không? Ở đây nhá, về tác giả Chính Hữu chúng ta thấy này, về cuộc đời của ông thì ông đã từng tham gia và làm công tác văn nghệ suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ở đây thì chị mong muốn nhắc cho các bạn là bởi vì như vậy nên chúng ta đừng nhầm lẫn là tác giả Chính Hữu chỉ sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhé. Được không? Ông cũng có những tác phẩm rất là hay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nữa đấy. Nhưng bởi vì là tác phẩm Đồng Chí chúng mình đường học là một trong những bài thơ rất tiêu biểu của nền văn học kháng chiến chống Pháp. Thế nên có nhiều bạn lầm tưởng rằng là tác giả Chính Hữu chỉ sáng tác trong thời kỳ chống Pháp không thôi. Không phải như vậy đâu. Được không nào? Ok chưa? Nhá, đấy, thế nên hãy nhớ cho chị là ông tác giả Chính Hữu đã từng làm công tác văn nghệ suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là những thông tin liên quan đến cuộc đời của tác giả. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn là về sự nghiệp sáng tác của ông. Được chưa nào? Về sự nghiệp sáng tác của tác giả Chính Hữu thì thứ nhất, đây là một tác giả viết rất hay về đề tài người lính, đề tài chính mà ông hay sáng tác. Đề tài chính đó chính là đề tài người lính và chiến tranh. Hãy nhớ nhé, đây đều là những từ khóa rất quan trọng đấy. Người lính và chiến tranh. Được không nào? Cái thứ hai, có một cái cụm từ mà người ta hay dùng cho tác giả Chính Hữu, đó chính là quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tức nghĩa là tác giả viết không nhiều, sự nghiệp sáng tác của ông không nhiều, không đồ sộ như nhiều các tác giả khác. Được không nào? Ok chưa? Trong sự nghiệp sáng tác của mình thì tác giả Chính Hữu chỉ công bố có 3 tập thơ thôi, với khoảng độ gần 50 bài thơ, cả trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cả trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng một sự nghiệp sáng tác không mấy đồ sộ nhưng lại đem đến những bài thơ rất hay. Ở thời kỳ nào thì ông cũng đều có những bài thơ mang dấu ấn cả. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì có bài thơ Đồng Chí, bài thơ Ngày Về này. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có bài thơ Ngọn Đèn Đứng Gác, có bài thơ Giá Từng Thước Đất. Đó, được không nào? Tức nghĩa là tác giả Chính Hữu sáng tác không nhiều, sáng tác không nhiều, nhưng thời kỳ nào cũng có những tác phẩm đặc sắc, những bài thơ hay, mang đậm dấu ấn của thời đại. Được không nào? Ok chưa? Được chưa? Được chưa? Hay nói cách khác, chúng ta có thể dùng một cái cụm, đó chính là quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tức nghĩa là quan trọng về mặt chất lượng hơn số lượng ấy. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Được chưa nào? Các bạn đã hiểu ý này chưa? Khi mà người ta dùng cái cụm từ này đối với cả tác giả Chính Hữu thì các bạn phải đồng thời với đó hiểu được là cái sự nghiệp sáng tác của tác giả này không quá đồ sộ nhá, không quá đồ sộ với gần 50 bài thơ thôi, nhưng ở thời kỳ nào ông cũng có những bài thơ hay mang đậm hơi thở của thời đại. Rồi, đó thì đấy chính là ý thứ hai trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Chính Hữu nhá. Các bạn ghi kịp chưa? Các em ghi kịp chưa nào? Các bạn ghi kịp chưa nào? Quý hồ tinh, bất quý hồ đa nhá. Bạn nào có đọc trong sổ tay văn học cũng sẽ thấy cái cụm này. Được chưa? Các em chép kịp chưa? Ghi kịp chưa? Phải ghi cùng với chị luôn nhá, chứ không phải là đợi chị ghi xong chúng mình mới chép đâu. Phải viết cùng với chị luôn thì mới kịp được. Rồi, thì có hai ý như vậy trong sự nghiệp sáng tác của tác giả. Chưa hết đâu, chúng ta còn cần phải nắm được những đặc điểm trong phong cách sáng tác này, những tác phẩm chính của tác giả này, hay là quan niệm sáng tác của tác giả nữa. Chúng ta đến với những ý tiếp theo vẫn nằm trong sự nghiệp sáng tác các em nhé. Ở đây là chị sang trang này. Rồi, ý tiếp theo trong sự nghiệp sáng tác của tác giả đó chính là phong cách sáng tác. Được chưa? Phong cách sáng tác. Trong quá trình sáng tác của mình, Chính Hữu có những sự thay đổi trong giọng thơ, thay đổi trong những hình ảnh mà tác giả sử dụng. Và một điểm đặc biệt làm nên chất riêng của tác giả này đó chính là sự giản dị. Được không? Chính Hữu có một chất thơ rất giản dị. Câu thơ của ông có cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc. Câu thơ có cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ hay hình ảnh thơ đều rất chọn lọc và hàm xúc. Được không nào? Các bạn hiểu phần này không? Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là trong những bài thơ của mình, tác giả Chính Hữu đem đến cho bạn đọc những câu thơ, những hình ảnh hết sức giản dị thôi. Như trong Đồng Chí chúng ta có hình ảnh là anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Hay áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đúng không? Hay là trong những bài thơ khác, bài thơ Giá Từng Thước Đất đi. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẩu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Đó, những hình ảnh thơ hiện lên đều rất là gần gũi, rất là chân thực, giản dị thôi. Là hình ảnh mà những người bộ đội mặc áo quần còn không được lành lặn, là hình ảnh chân không có giày để mà đi, đúng không? Hay là hình ảnh nắm cơm bẻ nửa này, là một chiều nắng, một chiều mưa này, hay là một mẩu tin nhà, những người đồng đội chia sẻ cho nhau trong cuộc sống gian lao. Đó, thì đấy, tất cả những hình ảnh đó đều được tác giả Chính Hữu đưa vào trong trang thơ của mình. Thế nên cái chất giản dị là một cái chất rất riêng của tác giả Chính Hữu. Nó khác hẳn với giai đoạn sáng tác trước của ông. Khi mà trong bài thơ Ngày Về lúc đầu chị đọc cho các bạn đấy, là những người lính mang cái phong thái như của những bậc đại trượng phu ra trận vậy, đúng không? Những tráng sĩ ra trận. Thì ở đây cái phong cách sáng tác về sau, khi tác giả là một người chiến sĩ thực thụ rồi, thì ông đem được cái chất giản dị, cái chất hàm xúc và vô cùng xúc động, lắng đọng trong câu thơ của mình. Ok chưa nào? Rồi, đó chính là phong cách sáng tác nhá. Thêm một cái nữa, phần này các bạn có thể mở rộng thêm, chị có thể giảng thêm để chúng mình nắm rõ. Tác giả Chính Hữu có những quan niệm cũng rất là sâu sắc trong quá trình sáng tác. Quan niệm sáng tác tức nghĩa là tác giả nghĩ rằng như thế nào mới là một bài thơ hay ấy. Được không? Quan niệm sáng tác là cách mà tác giả suy nghĩ, cách mà tác giả tìm tòi để khẳng định như thế nào mới là một bài thơ hay. Thì đối với Chính Hữu, trong thơ, cảm xúc phải luôn mãnh liệt, phải luôn chân thành. Đó là tâm huyết của nhà thơ sẽ làm nên sức sống cho tác phẩm. Nếu như nhà thơ không có tâm huyết, nếu như trong thơ không có cảm xúc chân thành, thì bài thơ khó để có thể chạm đến trái tim của độc giả. Ông đã từng nói rằng là gì? Chỉ có những bài thơ hay nếu mỗi câu thơ đều có dính máu của mình ở trong đó. Máu ở đây không phải là máu của con người khi mà tham gia chiến đấu ở trên chiến trường. Máu ở đây chúng ta sẽ hiểu là cảm xúc, là cái sự chân thành, là cái tâm huyết của người viết. Nhớ nhá, được không? Tác giả Chính Hữu cho rằng một bài thơ hay phải là một bài thơ mà mang trong đó cái tâm huyết của người viết, mang trong đó tình cảm vô cùng chân thành mà người viết gửi gắm ở trong đó. Ok nhá, được chưa nào? Được chưa, được chưa? Và chị nghĩ rằng có lẽ bởi vậy, có lẽ xuất phát từ một quan niệm sâu sắc như thế, thế nên trong thơ của Chính Hữu không có quá nhiều những hình ảnh rộng lớn, không có quá nhiều những hình ảnh kỳ vĩ, lớn lao. Nhưng chính những điều giản dị như thế lại có sức truyền cảm vô cùng, lại giúp cho chúng ta xúc động trước những sự sẻ chia của người lính này, đúng không? Trước hai tiếng đồng chí vang lên vô cùng thiêng liêng. Đấy, ok chưa? Được không nào? Đó chính là phong cách sáng tác nhá. Tiếp tục này, chúng ta cũng cần phải nắm được những tác phẩm chính trong quá trình sáng tác của ông. Tác phẩm chính. Rồi, thì như trên đã khẳng định đấy, tác giả Chính Hữu thì không sáng tác nhiều, đúng không? Và nếu như nói về các tác phẩm chính của ông thì chúng ta có thể nhắc đến tiêu biểu nhất là tập thơ Đầu Súng Trăng Treo. Được không nào? Ở trong đây thì có rất nhiều những bài thơ và tiêu biểu, có thể kể đến là bài thơ Đồng Chí mà chúng mình được học. Tập thơ này thì được công bố và được xuất bản năm 1966. Và các bạn thấy quen thuộc không? Đầu Súng Trăng Treo, câu thơ cuối cùng trong bài thơ Đồng Chí được tác giả chọn làm nhan đề cho tập thơ của mình. Và đây cũng là tập thơ tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Chính Hữu luôn. Ok chưa? Rồi, thì đấy là những thông tin liên quan đến tác giả Chính Hữu. Thêm một cái nữa, nếu như mà chúng mình muốn nắm rõ hơn thì tác giả Chính Hữu cũng có được những cái giải thưởng trong quá trình sáng tác của mình đấy. Được không nào? Giải thưởng hoặc các em có thể gọi đó là thành tựu của tác giả trong quá trình sáng tác nhé. Ông đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2, tức nghĩa là năm 2000, được không nào? Được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Đây là một giải thưởng rất là danh giá, và những tác giả mà chúng mình được học thì hầu hết đều được nhận giải thưởng này. Được không? Đó, một giải thưởng rất là danh giá dành cho những tác giả, dành cho những văn nghệ sĩ mà có cái sự cống hiến, có được quá trình sáng tác phục vụ tốt được cho đời sống của con người. Ok chưa nào? Rồi, đấy chính là những thông tin về tác giả. Liên quan đến tác giả Chính Hữu, các bạn còn gì băn khoăn không? Đối với những điều mà chị vừa cung cấp đến các bạn, các em còn gì băn khoăn không nào? Và ở đây này, tại sao chị ghi lại một cách ngắn gọn như thế này? Đây sẽ là những kiến thức quan trọng nhất, nhớ chưa? Những gì mà chúng mình ghi là những gì cô đọng nhất, nên là chị nghĩ chúng ta nên ghi cùng với chị luôn. Chị ghi đến đâu chị cũng đọc đến đấy mà. Nên các bạn cố gắng là bắt kịp với tốc độ ghi chép cùng với chị để chúng ta không bị mất quá nhiều thời gian nhé. Đừng học theo kiểu là chờ đợi chị viết xong rồi mới chép. Như thế thì không kịp đâu, nhớ chưa? Các bạn nắm rõ được chưa nào? Nhá, đó là về tác giả Chính Hữu. Và một bài thơ tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông là bài thơ Đồng Chí mà chúng mình được học. Trước khi đi vào phân tích, chúng ta cần phải nắm được những thông tin khái quát về tác phẩm này. Hai nhỏ, bài thơ Đồng Chí. Về bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu, chúng ta sẽ cần nắm rõ những ý như sau. Thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác. Thứ hai sẽ là về ý nghĩa nhan đề này, rồi tiếp tục là về thể thơ, về chủ đề, vân vân. Chúng ta sẽ đi từng ý một nhé. Về hoàn cảnh sáng tác thì đối với tất cả các tác phẩm văn học hiện đại sẽ nhớ cho chị với 3 ý như sau. Thứ nhất là cái mốc thời gian đó là gì? Được chưa? Thứ hai là hoàn cảnh hẹp, tức nghĩa là hoàn cảnh gắn với cả cuộc đời của riêng nhà thơ ấy. Và thứ ba là hoàn cảnh rộng, là hoàn cảnh mà gắn với bối cảnh đất nước lúc bấy giờ. Bây giờ chúng mình áp dụng vào bài thơ Đồng Chí nhé. Bài thơ Đồng Chí, nào, cho chị biết bài thơ ra đời năm bao nhiêu? Mốc thời gian, cái này các bạn hoàn toàn có thể tìm được trong sách giáo khoa. Trả lời cho chị nào. Bài thơ ra đời năm bao nhiêu nhỉ? Bài thơ ra đời năm bao nhiêu? Nào các bạn ơi, các em đã đọc trong sách giáo khoa chưa? Bài thơ Đồng Chí ra đời năm bao nhiêu nhỉ? Trả lời cho chị nào. Đúng rồi, chính xác. Bài thơ được viết năm 1948. Được không nào? Năm 1948. Nhớ chưa? Đây là mốc thời gian chúng mình bắt buộc phải nhớ liên quan đến bài thơ Đồng Chí. Và mốc thời gian này các em bắt buộc phải nêu được ở trong bài của mình nhá. Rồi tiếp tục này, về hoàn cảnh hẹp, tức nghĩa là hoàn cảnh gắn với cuộc đời của tác giả. Thì khi mà tác giả Chính Hữu nhớ lại cái khoảnh khắc sáng tác nên bài thơ Đồng Chí này, tác giả Chính Hữu đã từng chia sẻ là tác giả đã trực tiếp tham gia vào chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 và chỉ huy một đại đội gồm toàn là nông dân thôi. Đó, tác giả đã trực tiếp chỉ huy một đại đội tham gia vào chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 và đại đội ấy thì toàn là nông dân. Đơn vị của tác giả có đóng quân ở Thái Nguyên và có nhiệm vụ là bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến, bám sát địch, không cho địch tiến sâu vào căn cứ của ta. Vậy nên là vì truy kích địch nên thường phải cắt rừng đi tắt. Đó, được không nào? Cái công việc, cái nhiệm vụ của cái đại đội mà tác giả chỉ huy ý, là luôn phải truy kích địch, phải cắt rừng đi tắt nên cấp dưỡng theo không kịp. tức nghĩa là thiếu thốn đủ bề luôn đấy. Một đại đội nhưng thiếu thốn đủ bề cả về quân tư trang này, về nhu yếu phẩm này, về cả cái chất lượng y tế phục vụ sức khỏe nữa, được không? Bởi vì cái đặc trưng nhiệm vụ như thế. Và trong một lần đang hành quân thì tác giả bị ốm, bị sốt rét rừng, một cơn sốt rét rất là dữ dội, một cơn sốt rét ác tính, nhưng lúc đó thì lại không có thuốc men. Trong khi ấy đại đội thì vẫn phải tiếp tục hành quân và tác giả buộc phải nằm lại để điều trị. Cả đơn vị cử một đồng chí ở lại chăm sóc cho tác giả Chính Hữu của chúng ta các em ạ. Cả đơn vị thì cử lại một đồng chí để chăm sóc cho tác giả. Và nếu như tác giả Chính Hữu có chia sẻ là nếu như không có đồng chí ấy thì có lẽ tôi đã bỏ mạng. Sự ân cần của đồng chí đó khiến cho tôi nhớ đến những lần đau ốm được mẹ, được chị chăm sóc. Và đó chính là những ý tưởng đầu tiên cho sự ra đời của bài thơ Đồng Chí. Vậy là từ cái lời chia sẻ ấy chúng ta thấy được rằng bài thơ Đồng Chí này là một bài thơ tác giả viết để dành tặng cho người bạn đồng đội của mình, đúng không? Để dành tặng cho chính người bạn mà đã ở lại chăm sóc tác giả, đã giúp cho tác giả vượt qua được cơn sốt rét ác tính và cũng giúp cho tác giả cảm nhận được thấm thía nhất tình đồng chí đồng đội trong kháng chiến là như thế nào. Đó, ok chưa? Về hoàn cảnh hẹp này thì chúng ta có thể ghi như sau là khi tác giả hoàn cảnh hẹp, nhớ một số những ý chính nhé, là khi tác giả bị bệnh, được không nào? Và phải nằm điều trị. Khi ấy thì ông được một đồng chí, được đồng đội của mình chăm sóc và vượt qua được cái cơn ốm ấy. Khi tác giả cảm nhận được ý nghĩa to lớn của tình đồng chí đồng đội, thì tác giả đã viết nên bài thơ này. Nó giống như là một món quà, nó giống như là một lời cảm ơn, một sự tri ân mà tác giả gửi đến người đồng đội vốn là một người nông dân của mình. Đó, đúng không? Người đồng đội của ông là một người nông dân mà. Bởi vì ngay từ đầu tác giả đã khẳng định là tôi chỉ huy một đại đội toàn là nông dân thôi. Là những người nông dân đã mặc kệ những khó khăn, đã mặc kệ những cái gian nhà này, thửa ruộng ở quê hương để có thể lên đường cầm súng chiến đấu, gác lại tay cuốc tay cày để dũng cảm cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, đúng không? Và tác giả viết về những họ, viết về chính họ, viết về những người đồng đội của mình trong bài thơ này. Đó là hoàn cảnh hẹp. Hãy cố gắng cảm nhận được điều đấy, hãy cố gắng thấy được điều đó để chúng ta biết được rằng đây là một bài thơ mà tác giả viết từ cái sự cảm động của chính mình, đúng không? Viết từ cái sự xúc động, từ cái sự cảm động của chính bản thân mình vậy. Còn về mặt hoàn cảnh rộng thì sao? Hoàn cảnh rộng hay là bối cảnh của đất nước lúc bấy giờ thì vào thời điểm năm 1948 là những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, được không? Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là gì? Cuộc sống của những người lính lúc bấy giờ còn vô vàn những thiếu thốn và khó khăn. Buổi đầu mà bao giờ cũng luôn có những khó khăn, thiếu thốn về mặt quân tư trang, thiếu thốn về mặt vũ khí. Thế nên mới có hình ảnh là áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, rồi chân không giày. Đấy, ok chưa nhá? Vậy là từ hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đồng Chí như vậy, chúng ta thấy được đây là một bài thơ được cất lên từ tận đáy lòng của tác giả, từ cái sự xúc động vô cùng của tác giả khi cảm nhận được ý nghĩa to lớn của tình đồng chí. Một bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn vô vàn nhiều những thiếu thốn, khó khăn của những năm đầu của kháng chiến chống Pháp. Thì bài thơ này chúng ta sẽ cảm nhận nó dựa trên cái hoàn cảnh như vậy nhá. Được chưa? Ok chưa? Và một ý nữa, cái ý này chị cũng mong muốn các bạn ghi được, bởi vì năm vừa rồi Hà Nội đã hỏi vào ý này đấy, và rất nhiều bạn mất điểm ở ý này. Đó chính là bài thơ thì được in ở trong tập thơ nào, được không nhá? Thì bài thơ được in trong tập Đầu Súng Trăng Treo. xuất bản năm 1966. Nhớ chưa? Cố gắng ghi thêm ý này nữa nhá. Nhớ thêm ý này nữa. Năm vừa rồi ở Hà Nội thi về bài thơ Đồng Chí và có một ý hỏi như thế này. Rất nhiều anh chị đã mất điểm đấy. Rất nhiều anh chị 2K6 đã mất điểm bởi vì không nhớ được tên tập thơ. Nên là ở đây chị cũng chú ý ghi thêm cho các bạn phần này nữa nhá. Ok chưa? Rồi, đó là về hoàn cảnh sáng tác. Đó là về hoàn cảnh sáng tác. Tiếp tục này, ý thứ hai chúng mình cần phải nhớ được. Bài thơ Đồng Chí ngay từ nhan đề thôi đã mang những ý nghĩa nhất định. Thế nên phần thứ hai chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa nhan đề. À, ở đây hình như đang có những bạn thắc mắc rằng chúng ta tìm hiểu những cái này để làm gì ạ chị? Sao không đi vào phân tích luôn? Thứ nhất, chị lý giải này. Thứ nhất, nếu như nói về mặt cấp thiết thì đây là những ý mà sẽ xuất hiện trong những câu hỏi nhỏ của các bạn thi dạng viết đoạn văn. Tức nghĩa là đề thi dạng đoạn văn sẽ trích ra cho chúng mình một đoạn thơ và sẽ hỏi rất là nhiều những câu hỏi nhỏ liên quan đến hoàn cảnh ra đời, liên quan đến ý nghĩa nhan đề, liên quan đến mạch cảm xúc, liên quan đến chủ đề của bài thơ ấy. Nên đây sẽ là phần rất quan trọng đối với các bạn. Cái thứ hai, đối với những bạn viết bài văn thì sao? Đây sẽ là những phần để chúng ta viết được đoạn khái quát tác giả tác phẩm, vừa mang tính đầy đủ lại vừa mang tính sâu sắc. Ok chưa? Nên chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu thật là kỹ nhá. Rồi, về mặt ý nghĩa nhan đề của bài thơ Đồng Chí, viết lại ra đây cho các bạn này. Đồng chí. Giải thích từng từ một nhá. Đồng là cùng, đúng không? Chí là chí hướng, là lý tưởng. Thế thì đồng chí có ý nghĩa như thế nào? Đồng chí tức nghĩa là cùng chung lý tưởng, đúng không? Cùng chung chí hướng, cùng chung lý tưởng. Đó, nếu như mà giải thích về mặt từ ngữ là như vậy. Đồng là cùng, chí là chí hướng. Đồng chí là cùng chung chí hướng, cùng chung lý tưởng. Ok chưa? Nhá. Đó, thế nhưng ở đây từ đồng chí nó không chỉ đơn giản là một từ để chỉ cái sự cùng chung chí hướng và lý tưởng như vậy. Thứ nhất, trong cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ là khi mà cách mạng tháng 8 đã thành công, đúng không? Đã xuất hiện những cơ quan cách mạng thì đồng chí đó là một cái cách xưng hô, là một đại từ xưng hô xuất hiện ở trong các cơ quan cách mạng, đúng không? Ok chưa? Những cơ quan cách mạng. Đó. Cấp trên có thể gọi cấp dưới gọi là đồng chí cho tôi biết cái này cái kia, đúng không nào? Hay là báo cáo đồng chí, họ gọi nhau là đồng chí là như vậy. Đó, được không nào? Nhưng quan trọng hơn, đồng chí ở đây là để chỉ một tình cảm. Đó là một tình cảm gắn bó, là một tình cảm thân thiết, là một tình cảm chia ngọt sẻ bùi của những người cùng tham gia và cùng hướng về, cùng chiến đấu vì một mục đích cao đẹp. Ok chưa? Nhá, đó không chỉ là cách xưng hô mà đó còn là tên gọi của một tình cảm vô cùng đặc biệt xuất hiện từ sau cách mạng. Sau khi mà có những cơ quan cách mạng và sau khi có quân đội của cách mạng thì người ta gọi nhau là những người đồng chí ở trong những cái đội ngũ như vậy, đúng không? Ok chưa? Vậy là ở đây nhá, một bài thơ viết về tình cảm giữa những người lính và bài thơ ấy có nhan đề là đồng chí. Vậy thì cái nhan đề này có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, nó đã đề cập trực tiếp. Đến nội dung và chủ đề của tác phẩm. Đúng không? Nhan đề là để làm gì? Nhan đề là để gọi tên và để giúp cho người ta thấy được bài thơ này, tác phẩm này viết về cái gì, đúng không? Nhan đề thường sẽ là một sự cô đọng của chủ đề tác phẩm. Thì ở đây, nhan đề đồng chí đã đề cập trực tiếp đến nội dung và chủ đề của tác phẩm. Đó chính là ca ngợi tình đồng chí đồng đội, đúng không? Ca ngợi tình đồng chí. Cụ thể hơn là tình đồng chí giữa những người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được không? Nhá, ok chưa? Đó, đã đề cập trực tiếp đến nội dung chủ đề là ca ngợi tình đồng chí đồng đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp giữa những người lính nông dân. Rồi, đấy là ý nghĩa nhan đề nhá. Các bạn cố gắng nhớ giúp chị điều đó. Nhớ chưa? Cố gắng nhớ giúp chị điều đấy. Em có gì thắc mắc liên quan đến ý nghĩa nhan đề nữa không? Các bạn có gì thắc mắc liên quan đến ý nghĩa nhan đề nữa không nào? Được chưa? Ok chưa? Nhớ nhá, Khi được hỏi về ý nghĩa nhan đề ấy, thì không chỉ bài thơ này, các bài thơ khác cũng vậy. Chúng ta đầu tiên là nắm bắt được ý nghĩa về mặt từ ngữ của cái cụm đấy. Ví dụ như là đồng chí thì có ý nghĩa là gì, hay là tiểu đội xe không kính, đúng không? Thì chúng ta hiểu đầu tiên bài thơ là gì này, tiểu đội xe không kính là gì này, bài thơ về tiểu đội xe không kính thì ý nghĩa nó như thế nào. Sau đó thì gắn với cả nội dung của tác phẩm, thì nhan đề như vậy nó có ý nghĩa ra làm sao. Ok chưa? Rồi Trang ơi, và tất cả các bạn khác cũng vậy. Tất cả những điều chúng ta học ở đây đều là để sử dụng trong bài mà. Nếu như không để sử dụng trong bài thì chị không ghi cho các bạn làm cái gì hết. Như thế rất là thừa thãi. Tất cả những kiến thức chúng ta ghi ở đây đều cần sử dụng ở trong bài. Và như chị nói rồi đấy, những kiến thức liên quan đến phần khái quát này chúng ta sẽ đưa vào trong luận điểm khái quát tác giả tác phẩm. Được không nào? Nhá. Nên ở đây ngay từ bây giờ chúng ta sẽ không còn băn khoăn nữa là những kiến thức này em ghi vào có để làm gì hay không, mà có sử dụng trong bài hay không. Có, chị khẳng định luôn là có, nhớ chưa? Tiếp tục này, nếu như không có gì thắc mắc, bây giờ trả lời cho chị một ý sau. Thể thơ của bài thơ này là gì? Các bạn đã đọc rồi, đúng không? Trong sách giáo khoa đã có rồi. Bây giờ chúng mình mở ra, chúng mình đọc xem là thể thơ của bài thơ này là thể thơ gì. Điều này không khó, đúng không? Các bạn đã có những kiến thức liên quan đến thể thơ rồi. Xác định cho chị bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào. Đúng rồi, chính xác. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ tự do, nhớ chưa? Thể thơ tự do nhá. Bởi vì sao? Số câu ở mỗi số chữ ở trong mỗi câu thơ là không giống nhau. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Có những câu thơ thì rất dài nhưng cũng có những câu thơ rất ngắn, đúng không? Ở đây thể thơ là thể thơ tự do. Rồi, rất tốt, rất chính xác. Phần D nhỏ nào. Bên cạnh thể thơ, bên cạnh ý nghĩa nhan đề, bên cạnh hoàn cảnh sáng tác, chúng ta còn cần phải nắm được chủ đề của tác phẩm này nữa. Để chúng mình viết được một luận điểm khái quát hay thì phần chủ đề này sẽ giúp cho bạn đọc thấy được là chúng ta khái quát được toàn bộ nội dung của tác phẩm, được không? Thì chủ đề của tác phẩm này, trước tiên chị muốn phân biệt cho các bạn chủ đề nó khác với cả đề tài nhé. Khác với đề tài. Đó, để các bạn hiểu rõ hơn thì đề tài chúng ta có thể vẽ một cái vòng tròn to như thế này. Đó chính là hiện thực được nói tới ở trong tác phẩm. Nhưng chủ đề là một vòng tròn nhỏ nằm trong cái hiện thực ấy. Đây là đề tài, đúng không? Đây là đề tài nhá. Thì đây sẽ là chủ đề này. Chủ đề nó vẫn bao gồm những hiện thực mà tác giả nói tới, nhưng nó có thêm một cái nữa, đó chính là tình cảm. Là thái độ của tác giả đối với cái hiện thực ấy. Ví dụ nhá, bài thơ này thì viết về đề tài người lính, viết về đề tài tình đồng chí đồng đội đi, được không? Nhưng nói đến chủ đề thì chúng ta phải khẳng định đây là một sự ngợi ca. Được không? Thái độ của tác giả là ngợi ca, là ca ngợi tình đồng chí đồng đội. Đấy, ok chưa? Nhớ chưa nào? Đừng bao giờ dùng sai hai từ này nhá. Ca ngợi sức mạnh, ca ngợi ý nghĩa của tình đồng chí thiêng liêng, một chỗ dựa, một điểm tựa tinh thần cho những người lính trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Đó, đó chính là chủ đề của bài thơ này. Cái thứ hai là bài thơ còn ca ngợi, được không nào? Còn ca ngợi vẻ đẹp của những người lính, vẻ đẹp tâm hồn của những người lính. Thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Nhớ chưa? Ok chưa? Nhớ là phân biệt, thứ nhất phân biệt hai khái niệm đề tài và chủ đề. Thứ hai là xác định cho chị chủ đề của bài thơ đồng chí. Ở đây hai cái từ này rất quan trọng nhé. Ngợi ca, rồi ca ngợi. Đó, nhớ chưa? Đó, nếu như mà chỉ nhắc đến là bài thơ viết về tình đồng chí đồng đội, hay là bài thơ cho thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thì đó chưa chính xác là chủ đề đâu. Chủ đề là phải bao gồm cả thái độ, cả tình cảm của tác giả nữa. Nhớ chưa? Được chưa nào? Ok nhá. Đấy, không thì các bạn ở đây chị biết là có những bạn rất hay nhầm lẫn và thậm chí nghĩ rằng đề tài với chủ đề là một. Nhưng không đâu, được không nào? Không phải như thế nhá. Đó, nếu như được hỏi đề tài của bài thơ Đồng Chí là gì, chúng ta sẽ trả lời là đề tài người lính hoặc là đề tài về tình đồng chí đồng đội. Nhưng nếu được hỏi về chủ đề, chúng ta phải có thêm hai cái từ này, nhớ chưa? Rồi, đó, và cuối cùng bây giờ một phần rất quan trọng để giúp chúng ta đi vào phân tích này. Hãy nắm cho chị về mặt bố cục của tác phẩm nhé. Bài thơ được chia ra làm mấy phần và nội dung của từng phần như thế nào. Phần này chị sẽ cung cấp luôn đến với các bạn. Chúng ta có bài thơ Đồng Chí, được không? Ở đây thì chị đã viết ra thành từng phần nhỏ tương ứng với mỗi phần rồi. Thứ nhất, chúng ta sẽ có 7 câu thơ đầu. Phần 1, bài thơ sẽ được chia ra thành 3 phần nhé. Phần 1 chúng ta có 7 câu đầu với nội dung là cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội. Được chưa? Ok chưa? Thứ hai, phần thứ hai là 10 câu tiếp. Chính là những cái biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí. Và thứ ba, phần cuối cùng chính là 3 câu cuối, với ý nghĩa là một biểu tượng khắc họa trước mắt chúng ta, một cái biểu tượng nghệ thuật đẹp đẽ. Biểu tượng nghệ thuật về tình đồng chí. Ok chưa? Cụ thể thì đi vào phần phân tích chi tiết, chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích từng phần này một. Nhưng trước tiên hãy nắm cho chị bố cục 3 phần này để biết là một bài thơ Đồng Chí, khi chúng ta vẽ sơ đồ tư duy để học, chúng ta sẽ cần 3 nhánh quan trọng nhất, chính là 3 phần này nhé. Đồng hành cùng Học Văn chị Hiên để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé.